Oxy hóa ancol no đơn chất X bằng CO đun nóng sinh ra một chất hữu cơ duy nhất là cetone, có thể khối đối với Y. Đối với hydro là bằng 29. Yêu cầu chúng ta là tìm công thức cấu tạo của X. Rồi, thì bạn để cho thầy đó là gì? Để mà nó tạo ra được cetone thì ở đây nó phải là ancol bậc mấy? Ancol bậc 2. Ancol bậc 2 có dạng là RCH R phải OH. Ở đây em đi tác dụng với COO. Bạn nhắc ở đây thì nó sẽ tạo thành R CO R phải cộng cho đồng cộng cho H2O. Được chưa? Rồi, bạn nghe kỹ này. Để cho chúng ta là tỷ khối của ceton này đối với hydro là bằng 29. Như vậy giữa đây chúng ta sẽ tìm góc R và R phải, em hiểu không? Đây là Y này. Thế để cho là tỷ khối của Y đối với hydro thì lý thuyết nó sẽ bằng M lớn của Y chia M lớn hydro là 2 và bằng 29. Cho nên em sẽ tính được M lớn Y bằng ở đây là bằng 58. Chúng ta sẽ tương đương khối lượng mol của Y bây giờ sẽ được tính như sau: R cộng R phải cộng cho gì? Cái CO chúng ta là 40, 12 cộng cho 16 là 28 em ha, 58. Từ đây em sẽ suy ra được R cộng R phải là bằng 30. Tới đây thầy chỉ bằng một cách để chúng ta tìm ra góc R với R phải nhanh chóng. Rồi, từ đây bạn nhớ thầy cái góc nhỏ nhất ở đây là góc CH3 là bằng 15. Tiếp theo là C2H5 bằng 29. Như vậy 30 thì ở đây chúng ta sẽ như thế này. Bạn lưu ý với thầy đó là trong công thức cấu tạo của ceton thì R và R phải này phải là gốc hydrocarbon. Thầy ghi tắt đây này. R này bắt buộc phải là HCB. Thằng này là HCB. Được chưa? Nó phải là hydrocarbon. Bạn hiểu được không ạ? Được chưa? Được chưa em ơi? Như vậy nó phải là gốc hydrocarbon. Như vậy trong trường hợp này đây là CH3 và đây là gì? CH3. Được chưa? Như vậy hai thằng này tổng là bằng 30, đúng rồi. Như vậy câu đúng ở đây mình chọn đó là câu câu nào em? Gắn CH3 ở đây. Câu nào Trang ơi? Không đi. Câu nào em? Câu B. Được, ok, chính xác. Vậy thôi. Có ý kiến gì về câu hỏi này không ạ? À?